Chào mừng quý khán giả đến với kênh Nguyễn Chí Đạo. Hôm nay cửa hàng mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em 6 cái bộ vít nằm ở trong những cái bộ như thế này của hãng Tonsen, rất là đẹp luôn anh em và giá cũng khá là mềm. Những anh em nào đang có nhu cầu về xài những cái cần siết 1/4 hoặc những cái vít tự động ha thì có thể liên hệ. Thì mình sẽ giới thiệu từng chi tiết từng bộ cho anh em xem nha. Thì đầu tiên mình giới thiệu cho anh em một cái bộ này ha, mình giới thiệu sơ lược qua hết đi ha rồi mình giới thiệu tổng thể. Cái bộ này thì giá là 213.000 nha anh em. Bộ này gồm cái cần siết này 1/4 anh em ha, những cái đầu ở đây ha, những cái đầu độc khẩu ở đây và những cái lục giác con sáo ở đây ha, ở đầu nói. Bộ này là 213.000 anh em. Và cái tiếp đây là cái bộ này là cái bộ vít tự động ha, vít tự động hình chữ T nè anh em ha, có tay cầm. Đây vít tự động có tay cầm. Thì trong đầu vít này nó cũng có những cái đầu khẩu ở đây rồi, nó có những cái lò lục giác, những cái đầu vít ở đây anh em ha. Đầu vít đây thì đủ size hết. Thì đây là 286.000 nha. Cái tiếp đây cũng là một cái tay vít tự động nhưng mà là thiết kế dạng thẳng chứ không phải dạng tơ như này anh em. Cái dòng này là 296.000. Ngoài ra nó có trang bị thêm một cái tay vít nhỏ để chúng ta có thể sửa đồng hồ, sửa gì nhỏ nhỏ đây nữa. Thì ở đây nó có những cái đầu nhỏ nè, những cái dải nhỏ này xài cho cái này. Còn cái lớn này xài cái đầu lớn ở đây và hai cái đầu trên đây ha. Cái bộ này là 296.000 anh em. Thì ở đây mình sẽ có một cái bộ này là bộ vít nha, bộ vít 38 chi tiết. Nó có gồm một cái xài cho máy bán vít. Cái này thì anh em bỏ mang vít và anh em bỏ những con vít trong đây ha, nó có những cái khớp nó gắn lại với nhau. Trong đây rất là nhiều cái đầu vít ở đây anh em á, hầu như là đủ các loại luôn ở đây nè ha, từ nhị cho tới sao tới tê cho tới bh ha, các loại anh em dẹp ha. Giá này là 222.000 anh em. Rồi kế tiếp mình giới thiệu cho anh em một cái bộ vít 6 cây. Bộ vít này để sửa đồng hồ anh em, các kiểu luôn nè ha. Bộ vít 6 cây này giá 135.000, tất cả đều của hãng Tonsen. Và cái tiếp đây là một cái bộ socket 1/4 thép CRV. Như bộ này nó gồm là một cần siết 1/4, những cái đầu khẩu 1/4, rồi cái tay 1/4 và đặc biệt là trên đây nó có những cái đầu như đây nè anh em. Những cái đầu lục giác, bông sao, dẹp tê ha. Những cái đầu này mình sẽ gắn trong đây mình xài nha. Những cái bộ nhỏ nhỏ này rất là thích hợp đó với những anh em ta làm việc, ví dụ như ngành xe ô tô hoặc xe máy hoặc làm gì nhỏ nhỏ thì đây là lựa chọn rất phù hợp luôn. Giá của bộ này là 540.000 cho một cái bộ này. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng cái anh em. Anh em chờ một chút nha. Rồi, mình lấy con dao. Cái tiếp giới thiệu cho anh em một cái bộ này ha, 213.000. Anh em mình đọc mã luôn cho anh em nha. 213.000. Cái này nó có cái mã là 20035. 20035 giá 213.000 anh em á. Mình nhớ. Chứ lát mình lọt rồi ra cũng không có nhớ. 213.000 cho cái bộ này. Đây 213.000 cho cái bộ cần siết 1/4, nó gồm những cái đầu khẩu mà cần nói anh em á. Một cái đầu này thì xài cho những cái đầu này nè anh em, gắn đầu trong đây thì xài cái đằng siết tự động 2 chiều ha. Đây cái siết rất là lợi hại đối với những anh em xài trong những góc kẹt ha đó, mở ra mở vô ha, những trong kẹt rồi đó chúng ta có thể xài cái này ok ha. Đó thì trong đây nó gồm những cái đầu khẩu ở đây anh em. À, các đầu khẩu rất là nhiều luôn. Thì mình sẽ đọc cái đầu khẩu cho anh em xem đầu khẩu máy nha. Cái đầu khẩu đây á, là nó có là 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ha. Đó, đó là về cái đầu khẩu socket 1/4. Ngoài ra nó có cái dẹp anh em ha, những cái đầu vít dẹp này nè. Nha, con vít dẹp như này nè. Thì nó có là 4 đầu. Nó có đầu là 3 4 5 6 anh em. BH á, là BH0123. À, BH0123, BZ á, là BZ0, Z1, Z2, Z3. Còn cái chữ head này á, là cái nào rồi nha, cái hình lục giác nè ha. Đây lục giác. Lục giác thì nó có là 2, 2 rưỡi, 3, 4, 5, 5 rưỡi, 6 anh em á. Còn cái dòng mà tít á, cái dòng này nè, bông sao á ha, bông sao thì nó sẽ có là T10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 ra. Đó hộp rất là đẹp, anh em xài gì tháo ra mình xài ha. Ngoài ra cái đầu nói như thế này. Rồi qua bộ này ha, 213.000 cho một bộ này. Rồi
Kế tiếp giới thiệu cho anh em một cái bộ 286.000 anh em. 286.000 hình T ha. Đó, mình dán đây một lát nhớ cái giá. Đây. 286.000 cho cái vít TGT này nha. Đây. Anh em cầm như này nè, tự động nha. Anh cầm như này. Này thiết kế cũng khá là đẹp, cứng cáp chắc chắn anh em, xoay đây ha. Đó. Rồi, đảo chiều lại. Ha, vô. Nằm ở giữa là cứng ha. Nằm giữa là cứng. Đó, như này đây. Nha, cán cao su cầm khá là ok anh em ha, êm tay. Đó, cây này thì chúng ta có thể tháo ra vô được. Đó, đây. Đó, dài là như thế này. Mình nâng xuống chiếu ha, tùy theo cái công việc chúng ta thôi. Đó, anh em ha. Đó. Ngon lành. Rồi. Đó. Thì những cái đầu khẩu bên đây thì nó gồm những cái gì đây? Đầu khẩu này anh em là 5 6 8 12. Cái gì lớn như vậy? 5 6 8 5 6 8 5 6 8 5 6 7 8 10 12 anh em ha. Đó. 5 6 7 8 10 12. Rồi những cái đầu vít đây ha anh em ha, lục giác, bông sao, dẹp rồi nè ha, các kiểu đây ha. Đó. Giá 286.000 cho bộ này anh em. Đó, ha. Bộ này có sẵn bên cửa hàng luôn, anh em có thể ghé anh em xem nha, tại showroom Tôn Sen 737-2 là Lạc Long Quân, phường 10 Tân Bình, Phố Hồ Chí Minh. Một chút xíu mình xong cái này mình sẽ quay một vòng cái showroom cho anh em xem ha, anh em có thể thăm. Rồi kế tiếp mình giới thiệu một cái bộ vít này giá 296.000. 296.000 cho bộ này anh em. Quên, nãy mình quên đọc cái mã cho anh em ha. Cái mã mà 286 là cái mã nó gì? Mã 286 này là mã là 20036. Anh em ha, 20036 thì giá là 286.000. Còn cái mã này là 20035 á, 20035 là 213.000. À. Đúng ha. Đúng rồi. Và còn đây là cái mã là 20041. 20041 cái giá này là 296.000 anh em ha. 296.000 cho 20041. Một cái bộ vít rất là nhiều chi tiết nằm trong đây. Này. Cái bộ này thì nó trang bị thêm chúng ta là thêm cái câu này, cái này. Cái này là dùng vít để sửa điện tử nhỏ nhỏ anh em ha. Bộ này thì nó sẽ đi chung với cái này. Đó. Nó rất là nhiều cái nhỏ nhỏ đây anh em ha, nó có dẹp có nè, có BH 00 gì cũng có nè anh em. Thấy không? Đó rồi bông sao cái gì đây nè. Để sửa cái này ha. Ta rút này ra ta bỏ vào trong đây. Đó. Đó. Ha, để chúng ta sửa nè nha. Này thì đưa tựa này ha, quay. Rồi. Đó là một cái cây vít này. Ngoài ra nó trang bị nó thêm một cái cây này. Ha, cái này nó cũng là hai chiều. Ha, chúng ta khóa lại nè. Đó. Chiều dần đi dần lại ha. Đó. Rồi lắc lại. Rồi xiết vô. À, xiết vô nè, quay lại, mở ra. Rồi ha, nằm ở giữa là cứng, cứng anh em nó khóa lại ha. Đó. Ngoài ra cái vít này thì anh em xài những cái đầu kia thì chúng ta sẽ gắn này vô mà xài. Nha, gắn cái đầu này vô để chúng ta xài những cái đầu vít như thế này nè. Anh em gắn xài đầu vít như thế này. Chúng ta xài những cái đầu khẩu này thì chúng ta bắt buộc phải gắn cái đầu này. Ha, tùy theo công việc chúng ta muốn xài gì chúng ta gắn cái đó. Nha. Đó. Anh em muốn xài cái đầu này thì anh em bỏ cái đầu này vô trong đây, chúng ta xài tiếp ha. Rồi. Cái bộ vít này thì nó gồm những cái gì đây? Bộ vít này gồm có đầu khẩu anh em là đầu mất tiêu rồi. 4 5 6 7 8 9 10 12 ha, đầu khẩu nè. 4 5 6 7 8 9 10 12, đó nó rất là nhỏ luôn, tới 4 mm ha. Rồi cái BH á anh em thì nó có là 0123, còn T là T10, T15, T20, T25, còn H3, H4, H5, H6. Đó còn dẹp là 3456. Đó mình nó rõ ha, dẹp 3456. Ha. Rồi bộ này giá 296.000 nha. Anh em có nhu cầu thì có thể ghé coi, anh em coi hàng mẫu cũng được ha. Tôi ghé showroom mình coi. Tôi xem thì lúc nào cũng mở cửa đây ha. Đó để cho anh em xem.
mà thân sen thì tầm nó khoảng 5:30 6 giờ là 5:30 hơn 6 giờ là đóng cửa anh em á, đúng 6 giờ là đóng cửa rồi. Nên em mua hàng về tôn sen thì mình coi giờ giấc mình lấy cho nó phù hợp ha. Bón sao quên ta. Đúng rồi vậy. Đây. Ok. Rồi kế tiếp. Kế tiếp giới thiệu cho anh em một cái bộ vít này 38 chi tiết đây ha. Bộ này thì chúng ta sẽ dùng cây súng này là 222.000 nha anh em. Tất cả mình khui này hết luôn. Hàng tôn sen cái bộ vít này khá là đẹp ha. 3 số 2 222.000. Nó thiết kế anh em là cái hộp này nè, cao su nha, cái này cao su mềm nè. Rồi này có đầu để ta máng vô cái túi quần ta gì đó ha. Cái viền như đây nó có bọc một lớp cao su đây nha. Còn ở đây là nhựa nè, nhựa cứng ha. Đây có cái phủ một cao su bên ngoài. Khá là xịn luôn. Ta mở ra. Thì trong đây nó gồm rất là nhiều đầu mà chúng ta nhìn cái đầu cảm giác như giống cái đầu xịn nha anh em. Ha. Rất là xịn luôn á, giống như là những hàng cao cấp vậy đó. Có nghĩa là nó chùm những cái đầu, những cái màu đây, phân biệt những cái màu ha. Rồi ở trên đây nó cái đầu này nè, chúng ta bỏ những cái đầu vít vô chúng ta bắn ha. Đó, ta phải nhét những con vít này vô chúng ta bắn nè. Đây, bỏ trong này nè nha. Cứng ngắt luôn nha. Cứng ngắt luôn á, nó không có rớt ở đâu, nó gài rồi, anh em muốn lấy ra anh em đẩy lên rút nó ra nha. Cái đầu này cứng lắm. Ngoài ra nó cho chúng ta thêm cái này ha. Thêm cái này thì mình nghĩ anh em nào mà đang có những cái đầu khẩu á, khẩu 1/4 á, anh em nó khẩu 1/4 xài, cái này nó cho trang bị thêm thôi chứ nó không có đầu khẩu ở đây. Ví dụ như đầu khẩu 1/4 chúng ta mua ở đây, ta bỏ vô đây chúng ta bắn những con mà nhỏ ha, đó thì chúng ta xài ngon luôn. 222.000 cho bộ này anh em. Cái chi tiết cục này làm rất là xịn, anh em có thể xem nè, thấy chưa? Đó. Một cái lớp này mình nghĩ đây là nó là nhôm anh em, hoặc là thau rồi đó ha. Nó cứng, nhìn cứng cáp cực kỳ luôn ha. Đó. Cứng. Rồi. Thì trong đây nó có gồm BH ha, 1 BH 1, 2 con 2, 1 con 3. Và BH là 2 2 BH 2, 1 BH 3. Đó, rồi BZ 1, Z2 2 con, Z3 1 con. Dẹp 3 4 a 5 6 ha, rồi lục giác ở đây anh em ha. 3 4 5 6 ha, T 15 20 25. T nó tới 40 luôn nha anh em. Ồ, cái T nó khủng luôn nè, tới 40 luôn á. 27 40. Rồi những cái nhị anh em á, nhị cũng từ 10 cho đến 40 luôn. Đó, có 222.000 thôi. Rất là đẹp nha. Cái bộ này nó có cái mã là 20370. 20370 anh em ha. 20370, giá là 222.000. Rồi, kế tiếp giới thiệu cho anh em một cái bộ vít này đi. Bộ này có nghĩa có mã là 15138. 15138 giá bên cửa hàng mình bán là 544.000 anh em ha. 544.000 cho cái bộ này. Đó. Bộ này thực sự nó nếu anh em mà xài mà nhỏ nhỏ xài rất là ngon. Ha. Rất là ngon luôn, bởi vì nó đủ đồ anh em. 544.000 cho bộ này. Cứng gì ta? Rồi, đựng trong hộp nhựa rất là đẹp. Những hãng in cò tô tàu vẫn có những bộ này nhưng mà nó không có nhiều. À, đây. À, nó khóa lại luôn rồi nè. Bộ này mình còn có một bộ chắc mai phải về thêm rồi. Đây. Rớt hai đầu ra. Đó. Thì hãng nó trang bị anh em ha. Đầy đủ luôn. Cần siết tự động ha, 2 chiều, 1/4. Những cái đầu khẩu trên đây. Nó có nè, 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Rồi cái này tôi dích ha, có thể chúng ta đầu như đây cũng thể gắn cho được nè, ta có thể nhét 1/4 đây được để chúng ta nói chúng ta dặn anh em ha. Nó có thể là thành cần nối dài của thằng này luôn, nó hoặc thằng này ha, này nói qua này cũng được, hoặc nói này cũng được, hoặc nói cái này cũng được, hai chiều ha. Rồi những cây vít bẻ ở góc cong ha, này nói đây anh em xài luôn. Rồi, cái đầu này ha, chạy tới chạy lui
đó, cần siết trượt 1/4 rồi cái đầu chuyển, đầu này anh em muốn xài cái này thì bỏ cái này vô đây, à, quên cái đầu này nè, anh em xài cái đầu trên đây chứ ha, không cần ta, đâu cần đâu, quên, sorry, cái đầu này thì chúng ta bỏ thẳng chúng ta xài luôn ha, lộn, đây, ta bỏ thẳng vô anh em nó xài luôn ha, đó, nha, siết nè, nó đảo chiều trái phải ngon lành ha, cái dòng này là xịn anh em á, thép CRV ha, đó, thép CRV, bóp ra, ok, đó. Thì giới thiệu về cái ở đây anh em nó sẽ có những cái chữ ở đây nè về BZ á, BZ thì nó có là BZ anh em là có là BZ1, BZ2, BZ3, còn dẹp á là dẹp là nó có là 4, 5 rưỡi, 6 rưỡi anh em á, rồi H á là 1, 2, 3 đó, rồi những cái sao thì T ha, T10, 15, 20, 25, 30, 40, còn cái H anh em là từ 2.5, 3, 4, 5, 6 ha, rồi 2 anh em á, đó 2 rồi 2.5, 3, 4, 5, 6 đủ rồi. Ở đây có thêm cái lục giác nhỏ nhỏ nữa nè nha, lục giác ở đây là nhỏ xíu xíu à, anh em muốn xài những cái gì mà nhỏ là nó có luôn, rồi những cái cần nối đây ha, thực sự mà nói bộ này 500 mấy ngàn thực sự cũng rẻ chứ không mắc anh em nhá, rẻ rồi, ok. Bộ 46 chi tiết 1/4 socket mã là 15138, giá là 544 ngàn, giá tại cửa hàng chưa gặp với ship anh em ha. Bộ này hiện tại bên đây đang còn bộ chắc mai về tiếp anh em, nếu mai anh em ghé thì cứ ấy thôi, còn mấy cái bộ kia còn nhiều à. Rồi cái tiếp giới thiệu cho anh em một cái bộ tua vít 6 cây của Tunsen, vít này vít anh em sửa đồng hồ nha, vít này giá chỉ có 135 ngàn thôi, 6 cây luôn, cũng khá là xịn. Này, đựng trong cái hộp như thế này, nó có thì mình giữ lên vít lại không bị rớt anh em. Đó đây, anh em 6 cây tôi vít này nhỏ tí gì nè. Cái dòng này thép CRV anh em á, 6 chi tiết dùng làm thép CRV, khá là xịn đó. Thì mấy cái này thì chúng ta mở đầu này, mở lên ha, rút ra em, ở đầu đây là quay nè, đầu này nó quay tròn được ha, để chúng ta tựa này anh em xoay ha, nó bị nó không có bị mỏi tay đó. 6 cây này thì giá chỉ có 135 ngàn anh em ơi. Này đây nó rồi vô ha, 135 ngàn. Thì trong đây nó có là dẹp một cây nè, hai cây dít dẹp ha, còn lại là BH nhỏ xíu xíu luôn, để mình đọc cái không mấy đây không có nhớ nữa, đâu có nhớ được. Ở đây dẹp thì nó có là 2, 2 rưỡi, 3, nghĩa là 2 ly, 2 rưỡi, 3 ly, còn BH là 3 số 0, rồi BH00, rồi BH0 ha, mỗi thứ một cây đó, nhiều cây ha, giá là 135 ngàn cho bộ này anh em ha, 135 ngàn. Còn này thì mình muốn ráp lại ngắn như thế này nè, đó đưa xuống ha, nó sẽ tựa lại, nó giữ lại, nó không có bị rớt. Rồi ok anh em, tất cả những cái hộp vít đây thì bên cái hàng mình đều có sẵn á, anh em có thể ghé cái hàng mua ha, đó hàng đang có sẵn đó, anh em có thể liên hệ mua hàng ha, hoặc là liên hệ ship hàng, giá tại cửa hàng chưa gặp với ship ha. Đó, thì bên cái cửa showroom Tunsen mình anh em chọn chút đó. Ngoài ra anh em mua cái bộ vít á, thì anh em có thể ghé đây mua những cái đồ dụng cụ linh tinh đi ha, có những dụng cụ cầm tay hoặc là những cái gì đó ha, những cái tủ vít gì đó, mình xin lướt quan vọng anh em xem ha. Những cái dụng cụ linh tinh mà mình cảm thấy ở công việc ở gia đình mình phù hợp hoặc là công việc của mình phù hợp thì mình có thể mình mua. Ở ngoài đây thì có những cái kéo anh em ha, đó. Công cụ thì nó quá trời, búa mộng rồi ha. Thì Tunsen nó qua tuần là hàng mới về anh em. Hiện tại bây giờ hàng cũng chưa có nhiều lắm, nhưng mà qua tuần là có hàng mới về ha. Thì anh em có thể ghé đây anh em mua hàng nha, hàng mới, nó có hàng lô hàng mới sắp về. Rồi cảm ơn em nhé, xin chào, hẹn gặp lại.